Hello cả nhà, rất vui gặp lại cả nhà trên kênh YouTube của Nam nha. Hôm nay Nam chia sẻ một trường hợp là chiếc Fortuner máy dầu. Sau khi quá trình chạy cũng hơn 200.000 km thì cái hồng nạp nó rất là dơ và đóng rất là dày về các cái bụi than carbon cả nhà. Nó giảm hiệu suất động cơ đó. Cho nên hôm nay thì khách đến và được cái đội ngũ bên Nam tư vấn và tiến hành để mở cái hồng nạp, vệ sinh hồng nạp cũng giống như là vệ sinh buồng đốt luôn. Với cái gói này thì Nam đang có một cái giá rất ưu đãi nha. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ với Nam để nhận cái ưu đãi này nha. Bây giờ thì đội ngũ đang tiến hành để tháo các cái bộ phận hồng nạp ra để tiến hành vệ sinh hồng nạp cho chiếc Fortuner. Sorry, it's DJ. Đây là thành quả của ngày hôm nay nè. Sau khi chúng ta vệ sinh cái hồng nạp thì nó sẽ sạch như thế này đây. Ban đầu thì Nam cũng đã quay cho cả nhà xem rồi. Đó, đây là cái hồng nạp mà chúng ta chưa vệ sinh nè. Rất là dơ á. Chúng ta sẽ lần lượt vệ sinh tất cả các hồng nạp của các máy, sau đó chúng ta ráp lại và tiến hành vệ sinh buồng đốt nữa là xong trong quy trình ngày hôm nay nha. Making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a student, try to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get